Ta-da! Xin chào và chào mừng bạn trở lại với Công trong chuyên mục lần đầu chia sẻ. Có rất là nhiều người hỏi Công là kiếm được tiền trên YouTube không? 1 triệu lượt xem trên YouTube kiếm được bao nhiêu tiền? Hay là 1.000 lượt xem trên YouTube kiếm được bao nhiêu tiền? Hay là kênh YouTube nút bạc sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Thì thu nhập của các YouTuber là một cái chủ đề rất là nhạy cảm, rất ít người tiết lộ. Tuy nhiên là trong chuyên mục lần đầu chia sẻ này, Công sẽ tiết lộ cho bạn biết 1 triệu lượt xem trên YouTube thường sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và 1.000 lượt xem kiếm được bao nhiêu tiền, cũng như là một kênh nút bạc như thế này, Công sẽ lấy ví dụ kênh nút bạc này thường sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Let's go. Hi, xin chào các bạn và chào mừng bạn trở lại với Công trong chuyên mục lần đầu chia sẻ. Và chủ đề chính ngày hôm nay sẽ là trả lời thắc mắc câu hỏi 1 triệu lượt xem YouTube sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Và thông qua kênh YouTube này thì Công sẽ giải đáp thắc mắc này của các bạn. Cái chủ đề thu nhập của các YouTuber là chủ đề khá nhạy cảm và thường ít được tiết lộ. Nó phụ thuộc vào từng chủ đề khác nhau nữa. Nhưng mà hôm nay Công sẽ tiết lộ cho bạn để bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về kinh doanh và kiếm tiền trên YouTube. Cái phần tài chính nó sẽ về khoảng bao nhiêu tiền, để giúp bạn có định lượng và giúp bạn xác định rõ ràng được cái mục tiêu tài chính của mình, xem là cái lĩnh vực này có phù hợp với bạn không, có phù hợp với mục tiêu tài chính của bạn không. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một vài ví dụ để giúp bạn có thể trả lời được rõ ràng câu hỏi, đó là 1 triệu lượt xem trên YouTube thường kiếm được bao nhiêu tiền. Đây, và ở đây Công có một video. Bạn có thể nhìn thấy số lượt xem video là khoảng 3 triệu lượt xem. Cái doanh số mang về, doanh số đây gọi là thu nhập mà với Google AdSense, thu nhập từ quảng cáo trên YouTube đấy, đã mang về là 4.296 đô. Và chúng ta có thể làm một vài phép tính đơn giản để có thể tính ra được là 1 triệu lượt xem sẽ mang về doanh thu trung bình là bao nhiêu tiền. Đây là video ở thị trường Việt Nam và chúng ta sẽ xem là bao nhiêu tiền nhé. Đây, ở đây Công sẽ mở máy tính ra ở đây để chúng ta tính nhé. Ở đây là 3,1 triệu lượt xem cho 4.296 đô, thì đây là 4.296 đô này. Công sẽ chia cho 3,1 triệu lượt xem, 1.385 đô la cho 1 triệu lượt xem. Công sẽ nhân với 23.000 đồng. Và nếu mà tính cho tiền Việt thì nó sẽ rơi vào khoảng 31 triệu cho 1 triệu lượt xem. Và tất nhiên là cái video này chỉ là ví dụ minh họa đại diện thôi. Mỗi chủ đề, mỗi đề tài, thời lượng video nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái doanh thu này. Ở đây 1 triệu lượt xem có thể mang về hơn 1.000 đô. Thì chúng ta sẽ cùng xem những cái video khác, xem cái con số trung bình nó sẽ là bao nhiêu nhé. Ở đây Công cũng có một video khác, cũng là video về chủ đề phát triển cá nhân, nhưng bạn sẽ nhìn thấy là con số nó khác biệt một chút. Ở đây có 1 triệu 2 lượt xem. Công sẽ lấy 2.029 đô chia cho 1,2 triệu lượt xem. Đây, như bạn có thể thấy là với 1 triệu lượt xem ở video với chủ đề phát triển cá nhân là cách luyện não này, thì với thời lượng là 14 phút 5 năm, thì mỗi 1 triệu lượt xem nó lại mang đến tận 1.690 đô, gần 1.700 đô. So với video trước thì video này có mang lại doanh thu tốt hơn. Chúng ta sẽ cùng xem một cái chủ đề, một cái đề tài khác xem nó sẽ mang lại doanh thu khoảng bao nhiêu nhé. Để chúng ta biết được xem là những cái đề tài, những cái chủ đề khác nhau. Ở đây Công sẽ sang một cái video tiếp theo ở đây. Chúng ta sẽ đến với chủ đề là nuôi dạy con. Bạn có thể nhìn thấy ngay ở đây được, đó là 1,1 triệu lượt xem, mang về doanh thu là 830 đô. Như vậy, với doanh thu này thì lại không bằng, trong khi cái thời lượng thì cũng tương đương khoảng 11 phút, 12 phút gì đấy cho video ở thị trường Việt Nam. Như vậy, với 1 triệu lượt xem trên YouTube ở video này sẽ mang về khoảng 700 đô la gì đó. Và với cách tính này bạn sẽ biết được đó là 1 triệu lượt xem ở thị trường Việt Nam với nội dung dài trên 8 phút thì thường nó sẽ mang về khoảng xấp xỉ hơn 1.000 đô cho 1 triệu lượt xem.
Như vậy bạn đã có thể trả lời rõ ràng được cho câu hỏi đó là 1 triệu lượt xem trên YouTube sẽ kiếm được bao nhiêu tiền với doanh thu quảng cáo Google AdSense. YouTube sẽ tính tiền để trả cho người sáng tạo nội dung bằng hai cách tính, đó là CPM, đó là cái giá quảng cáo trả cho mỗi 1.000 lượt xem video, hoặc là CPC, đó là cái chi phí cho mỗi lần nhấp chuột vào quảng cáo hiển thị trên YouTube. Như vậy nó sẽ có cái sự khác nhau cho mỗi video, giống như là ba ví dụ vừa xong. Tất nhiên là lượt xem, lượt kích quảng cáo trên YouTube, trên kênh của bạn nó sẽ phải tuân thủ chính sách của YouTube và đến từ người dùng thật chứ không phải là gian lận. Bởi vì nếu kênh của bạn gian lận thì sẽ bị hệ thống theo dõi của YouTube bắt bài và có thể là tắt chức năng kiếm tiền của bạn. Như vậy là với ba ví dụ trên thì đã phần nào giúp bạn giải đáp được câu hỏi đó là 1 triệu lượt xem trên YouTube sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Và thu nhập của những người sáng tạo trên nền tảng YouTube sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như là cách chọn chủ đề video chẳng hạn. Bạn có thể thấy là cùng nội dung video cho thị trường Việt Nam với độ dài tương đương nhau khoảng trên chục phút thì nó cũng có sự khác biệt ở đây. Thường những cái nội dung như là về kinh doanh, tài chính, bất động sản thì thường cho thu nhập cao hơn nhiều so với những cái nội dung chủ đề như là tin tức hay là giải trí. Bạn cũng có thể tính nhẩm là 1 triệu lượt xem trên YouTube nếu mang về khoảng 1.300 đô chẳng hạn thì 1.000 lượt xem sẽ mang về khoảng 1,3 đô đúng không? Thì ở chủ đề tin tức hay là giải trí thì cái thu nhập nó sẽ mang về ít hơn bởi vì cái thời lượng xem ngắn hơn, cái tỷ lệ xuất hiện quảng cáo nó ít hơn thì có thể cái doanh thu nó sẽ thấp hơn. Thường chủ đề tin tức giải trí có thể là 1.000 lượt xem sẽ mang về khoảng 0,2 đến 0,5 đô la. Như vậy 1 triệu lượt xem có thể mang về khoảng 100 đô, 200 đô đến 500 đô la. Cái điều này nó còn phụ thuộc vào số người đã click vào quảng cáo nữa hay là vị trí quốc gia của khán giả xem video của bạn nữa. Ví dụ như là kênh YouTube của bạn, nội dung video YouTube của bạn phục vụ cho thị trường nước ngoài chẳng hạn, bạn làm kênh tiếng Anh chẳng hạn thì cái giá trị quảng cáo nó sẽ cao hơn nhiều. Ví dụ như là ở thị trường nước ngoài thì bạn có thể thấy là thu nhập thường của những YouTuber làm ở thị trường nước ngoài thì thu nhập cho 1.000 lượt xem hay là 1 triệu lượt xem nó sẽ cao hơn khoảng gấp 3 đến 5 lần. Ví dụ như là 1 triệu lượt xem ở thị trường Việt Nam kiếm được 1.000 đô đi thì ở thị trường nước ngoài có thể mang về khoảng 3 đến 5.000 đô. Các quốc gia như là châu Âu hay là châu Mỹ hoặc là ở Nhật Bản, Hàn Quốc, những cái quốc gia phát triển ý, thì cái giá thầu quảng cáo nó sẽ cao hơn nhiều so với là ở Việt Nam, một quốc gia đang phát triển. Cái độ dài video bạn cũng có thể nhìn thấy là sự khác biệt khi mà độ dài video càng dài thì lượt xem càng dài và số lượt hiển thị quảng cáo càng dài, nó cũng giúp cho bạn có thu nhập cao hơn. Trên mỗi lượt xem thì cái số lần hiện quảng cáo nó sẽ tăng lên bởi vì video trên 8 phút là YouTube cho phép bạn đặt thêm nhiều cái quảng cáo trong video của mình và như vậy thường bạn sẽ đặt thêm khoảng 1 đến 2 lần quảng cáo nữa cho nội dung dài. Đồng thời là cái thời lượng xem video của khán giả của bạn thì khán giả của bạn xem càng lâu thì thường bạn sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Và ngoài việc YouTuber kiếm tiền với Google AdSense phân phối quảng cáo vào video của mình thì YouTuber cũng có thể bán hàng hay là kinh doanh với video của họ. Doanh số trên 1 triệu lượt xem thì thậm chí nó có thể là lớn hơn rất nhiều cái con số với kiếm tiền quảng cáo Google AdSense. Ví dụ như là nội dung video này đi, bạn có thể nhìn thấy video 6 cuốn sổ thay đổi cuộc đời và video này đã cài cắm bên trong cái kịch bản bán hàng. Bạn có thể nhìn thấy phần kịch bản bán hàng ở đây chia sẻ về cái cuốn sổ tay là... Đây để tôi bấm vào, cuốn sổ tay có tên là Gotino. Và sau đó kêu gọi khán giả đăng ký vào mua cuốn sổ tay này. Với video này nó đang có 285.000 lượt xem là lượt xem hoàn toàn tự nhiên và nó đã mang về doanh số khoảng hơn 2.000 cuốn sổ. Phần lợi nhuận trên mỗi cuốn sổ này nó rơi vào khoảng 100.000 cho mỗi cuốn sổ. Như vậy nó đã mang lại doanh số hơn 200 triệu cho việc bán sổ tay. Như vậy thì với gần 300.000 lượt xem nó đã mang lại khoảng 10.000 đô rồi. Ngoài cái việc đo lường bằng việc kiếm tiền với YouTube AdSense thì chúng ta cũng có thể kiếm tiền với bán hàng hoặc là affiliate. Với cái kênh YouTube này thì tôi cũng affiliate cho các cái khóa học về kỹ năng cho cái nền tảng học là Unica và nó cũng mang lại một cái con số khá là tuyệt vời. Đó là các cái nguồn mà các YouTuber có thể tạo ra được cái lợi nhuận cho kênh YouTube của mình.
Và mình chia sẻ một mẹo cho bạn biết để bạn có thể tính được doanh thu một kênh dựa trên quảng cáo Google AdSense nhé. Ví dụ như là 1 triệu lượt xem với kênh YouTube này sẽ kiếm được khoảng 1,3 đến 1,5 đô chẳng hạn. Thì Công cứ cho là 1,3 đô đi. Thì ở đây là 43 triệu lượt xem công khai. Thì chúng ta có thể tính tạm ở đây là 43 triệu này. Và nhân với khoảng 1.300 đô đi. Thì nó sẽ ra khoảng 55.000 đô. Và với con số này nếu mà nhân với con số 23.000, kênh YouTube này đã mang về khoảng hơn 1 tỷ đồng cho tiền quảng cáo doanh thu từ Google AdSense. Đấy là một mẹo để bạn có thể tính được doanh số hay là tính được cái mức thu nhập của một kênh YouTube nhất định nào đó khi mà bạn nghiên cứu thị trường để bạn quyết định xem là bạn sẽ làm kênh YouTube với đề tài đó ở thị trường Việt Nam hay là nước ngoài. Bạn có thể chọn làm hay là không làm cái đề tài đó, cái chủ đề đó. Và ở thị trường nước ngoài thì doanh số sẽ cao hơn rất nhiều. Với chủ đề, với đề tài, với ngôn ngữ là tiếng Anh chẳng hạn, bạn cứ nhân lên khoảng 3 lần và như vậy bạn sẽ tính được nhé. Và như vậy với các ví dụ trên thì bạn đã phần nào trả lời được câu hỏi 1 triệu lượt xem trên YouTube kiếm được bao nhiêu tiền. Và với những cái chủ đề như là tin tức giải trí thì thường có nhiều lượt xem hơn, nhưng ngược lại cái số tiền nhận được trên lượt xem thì lại ít hơn so với các cái chủ đề như là về kinh doanh, tài chính hay là giáo dục hay là bất động sản. Bởi vì lượt xem ở Việt Nam thì không có thu nhập cao như là ở thị trường châu Âu hay là châu Mỹ, nên là các YouTuber hiện nay có xu hướng là làm video hướng đến cả cái người xem trong và ngoài nước nữa bằng cách thêm phụ đề hay là bằng cách viết tiêu đề mô tả thẻ tác kết hợp tiếng Anh với tiếng Việt. Hoặc là một số những cái YouTuber ở Việt Nam hiện tại thì đang chuyển sang làm nội dung đề tài tiếng Anh nhiều hơn để thu hút người xem nước ngoài và tăng lợi nhuận cho các cái kênh YouTube của mình, cho cái nguồn thu nhập của mình. Bạn cũng hãy lưu ý rằng cái việc chạy theo tiền bạc là cái công thức nhanh chóng dẫn tới việc thất bại trên hành trình kiếm tiền và kinh doanh trên YouTube này. Mà thay vào đó thì bạn hãy tập trung vào đam mê, vào sở thích, vào sự cống hiến, vào sự chia sẻ của bạn, hay là xuất phát từ những cái ý tưởng độc đáo của bạn để tạo ra những cái giá trị cho nhiều người khác, và từ đó thì dòng tiền dồi dào sẽ chảy về túi bạn. Hiện tại kênh YouTube này thì đang được 81 video và dự án này thì tôi đang tạm dừng để tôi tập trung phát triển dự án khác. Tuy nhiên là nếu mà bạn yêu thích kênh YouTube này thì bạn hãy comment cho tôi biết ở phần bình luận nhé. Nếu nhiều bạn quan tâm thì tôi sẽ quay trở lại phát triển dự án kênh YouTube này để phục vụ các bạn. Và xin cảm ơn bạn vì đã theo dõi đến cuối video này. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho Công một like và bình luận điều gì đó phía dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.